Một video mới đây tại siêu thị Aeon Hà Đông, tại một tiệm bánh ngọt đã xuất hiện tiểu cường bò trong bánh. Được biết thì khi khách phát hiện ra thì bánh vẫn còn nằm trên kệ. Nếu thực sự ai sợ tiểu cường thì đây có vẻ như là một ám ảnh rất lớn. Vừa qua thì dân tình không ngừng xôn xao bàn tán trước thông tin quay bánh ngọt của một siêu thị Aeon đã xuất hiện tiểu cường. Đoạn clip được một vị khách đang mua bánh tại quầy ghi lại. Cô cho biết rằng khi đó thì mình đang đi mua đồ tại quán bánh ngọt cơ sở Hà Đông, Hà Nội. Bản thân cô đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện một sinh vật lạ đang ngoe ngoậy trong bánh. Đáng nói hơn thì thời điểm đó số bánh này vẫn đang được bày bán, một số khách còn đang chọn món để mang ra quầy thanh toán. Phía dưới phần bình luận thì chủ clip cũng đã nói thêm như sau: sau khi phát hiện ra có dán thì chúng mình cũng đã báo với nhân viên và nhân viên đã vứt hai chiếc bánh có dán đậu đi. Hy vọng là siêu thị Aeon sẽ có cách bảo quản bánh tốt hơn để người mua có thể yên tâm sử dụng. Sau khi đăng tải thì đoạn clip đã nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận từ người xem. Hầu hết thì mọi người vô cùng bất ngờ khi siêu thị Aeon, một trong những tên tuổi lớn, lại xuất hiện tình trạng như thế này. Nhiều vị khách còn lo lắng cho sức khỏe của bản thân vì thường xuyên ăn bánh tại nơi đây. Tuy nhiên thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng tình huống này không đáng nên lên án, bởi đây là điều không ai mong muốn. Ngay khi có phát hiện dán thì nhân viên của siêu thị cũng đã nhanh chóng xử lý, không để khách hàng phải ăn phải. Qua đoạn clip này thì siêu thị Aeon nên chú trọng hơn trong công tác bảo vệ thực phẩm. Tuy nhiên thì vẫn chưa rõ thực hư ra sao, thế nhưng đoạn clip này vẫn đang thu hút được sự chú ý của dân tình. Hiện tại thì phía siêu thị Aeon vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào liên quan đến vụ việc này. Và chúng mình là Snail, mọi người đừng quên like, share cũng như đăng ký kênh để cập nhật tức mới có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!